là đời hạ quân này hết, sẽ lập lại đời thượng quân. Đó là đời tới. Nhưng mà đời tới đâu phải chuyện dễ. Là Đức Thầy nói đó, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Đó là đời tới. Tận diệt là hết đời, là đời tới đúng không vậy? Nhưng mà nó đời tới là phải nó chuyển ra một cái cơn thử thách. Nào là bệnh dịch, nào là chiến tranh, nào là nước dân, nào lửa cháy, quý vị thấy chưa? Nào là thay đời đổi cách đó, nó biến hết, các cái này nó biến hết, nó biến thay đổi hết trơn luôn. Chữ biến là thay đổi chân nó. Và quý vị thấy chừng nào mà đời tới đó, núi nổ đời mới tới. Mà giờ núi nổ chưa? Chưa. Nhưng mà tới nổi núi nổ mình tu kịp không? Không kịp. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính chào toàn thể quyến hoàng cô bác và anh chị em đồng đạo hiện diện thân kính. Kính thưa đồng đạo bền, trưởng ban tổ chức nơi đây, kính thưa chú gì, nhưng hôm nay cũng vào ngày rằm tháng 8 năm Giáp Thìn, vừa qua quý vị đã thực hiện qua cái chương trình gọi là pháp môn tịnh độ, mà pháp môn tịnh độ là pháp môn giải thoát tối cao nhất ở trong cái kỳ hạ nguyên cùng cuối. Kính thưa quý vị, cái năm Thìn năm nay quý vị thấy là mưa gió quá rồi, thấy tất cả mọi người ai cũng đều khổ hết trơn quý vị, cả thế giới cũng khổ mà mình ở đây cũng khổ. Cho nên vì vậy đó, năm Canh Thìn nhiều trận gió mưa, cho nhân loại trăm cây cùng ngàn đắng, phải không quý vị? Và vừa qua cô bác và anh chị em mình đã nghe lời tâm sự trò chuyện của đồng đạo D đến đây. Nhiều đó quý vị thấy tu cũng đủ rồi đó quý vị. Nhiều đó thôi là hôm nay mình niệm Phật nhớ công sanh thành dưỡng dục, đó là mình tu được rồi. Mình đền ơn đất nước trọn vẹn là mình đã đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn rồi đó quý vị. Nhiều đó thôi là chứng rồi. Dạ, tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi to sen. Dạ, nhiều đó là thấy được là phải không quý vị? Dạ, nhưng hôm nay nhân duyên lành, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất thương phùng. Và tôi lên đây là được lần thứ hai. Dạ. Thì gặp gỡ qua quý vị trong cái này đó, lên đây để chia sẻ qua vài nét đạo đức ở trong Phật Pháp. Nhưng cái gì tài sơ sức ngọn, kính thưa cô bác và anh chị em, đây là lên trình bày hôm nay đó, không phải là hôm nay đến đây để giảng bài hay là nói cho quý vị nghe. Nhưng hôm nay lên đây để là trả bài cho quý vị nghe. Quý vị là giám khảo, tôi là thí sinh. Dạ, quý vị chịu không? Chịu thì vỗ tay đó. Dạ. Dạ. Chứ nói trên đây nói cái gì mà chặt là quý vị biết hết rồi. Vì giám khảo quý vị đã qua cái thời gian đó, hết đó, giảng viên này tới giảng kia, viên kia, hết người này tới người nọ, quý vị đã biết hết. Ai mà nói chặt, nói trúng gì quý vị biết hết. Nhưng mà hôm đó đây, nói đi rồi chút nữa sẽ biết. Quý thấy chưa? Và hôm nay thì hôm nay là tôi lên đây để chia sẻ và những cái hiểu biết của mình còn nông cạn. Chứ gì tại ca pháp môn niệm Phật này đó, quý vị đã niệm Phật rồi, rồi quý vị đã cúng lại rồi, rồi quý vị đã ăn chay rồi, rồi quý vị đã làm lành rồi, rồi quý vị đã bố thí rồi, rồi quý vị đã giữ giới rồi. Thì đây là cái nguyên nhân này là tu chỉ có nhiêu đó thôi, phải không quý vị đồng đạo? Dạ. Vậy thì vừa qua đồng đạo đi cũng trình bày qua hai câu giảng để rồi nhắc nhớ trong chương trình tu học. Giờ đây em cháu cũng trả bài cùng quý vị trong một hoặc là hai câu hoặc bốn câu trong giáo lý để rồi trả bài, rồi quý vị làm giám khảo. Sau khi nghe sách thanh trình bày qua rồi, quý vị bổ chính lại và nhắc nhở lại để cho em cháu lần sau trình bày có thể là hoàn mỹ hơn. Vậy thì em cháu cũng xin rút trong hai câu hoặc bốn câu ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt,
nhớ gì? Thường nhớ câu, thường nhớ câu đại lực đại hùng trong 4 câu, nhưng hôm nay trình 2 câu thôi, nửa tiếng đồng hồ, trình 15 phút xong. Dạ. Bây giờ trang thời gian có hạn quý vị. Kính thưa cô bác và anh chị em, thì hồi nãy đã đồng đạo trình bày qua cái trong quyển mà quyển tư, hôm nay Sáu Thanh trình bày trong quyển nữa mà quyển năm. Dạ. Rút trong hai câu thôi, bởi vì 4 câu thì không kịp. Kính thưa chư quý đồng đạo, quyển năm Đức Thầy viết ở tại nhà thương Chợ Quán, phải không quý vị? Năm 1941 tại nhà thương Chợ Quán, nhưng xuống dưới Bạc Liêu Đức Thầy mới cho in ấn cái quyển thứ năm. Mà quyển năm này đó là Đức Thầy giới thiệu qua ngài là cư sĩ Canh Điền, nhưng còn viết giới thiệu qua cái chương trình Phật khi xưa, nói hết cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca khi xưa dạy pháp môn gọi là pháp môn thiền, nhưng hôm nay cũng ở trong đó có pháp môn tịnh độ. Vậy thì pháp môn thiền tông và tịnh độ, có hai pháp môn này chúng ta tu mới mau đắc quả. Có thiền tông mà không tịnh độ, địa ngục đêm ngày đau khổ. Và có không thiền tông mà có tịnh độ, dạng người tu dạng người đổ đầu. Bởi vì 10 người tu đó trong pháp môn thiền chỉ có đắc một người một thôi. Nếu ám cảnh hiện ra chỉ trong nháy mắt là theo nó. Là tu thiền ngày xưa tu không nổi, hôm nay tu tịnh độ. Tịnh độ là pháp môn niệm Phật tu tắc, dễ tu dễ hành. Chẳng vậy thôi ma quỷ tu cũng được luôn, tiên phàm ma quỷ súc sanh tu cũng được luôn. Cho nên pháp môn tịnh độ này hợp trong cái căn cơ của chúng sanh trong thời kỳ này. Chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà là gừng mê cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt. Chỉ có cái quát nhiên là thấy được Tam Thế Phật. Đó là tu pháp môn tịnh độ nó sẽ siêu thắng. Và cũng như con mọt đục qua manh mắt ke là ra khỏi. Còn tu thiền thì từ ở trên dưới gốc tre nó đục lên tới ngọn cây tre, chết nó chết ở trong, chưa đắc đạo thì chết ở trong cây tre. Hôm nay bà con cô bác mình được cái nhân duyên lành mà được nghe pháp môn tịnh độ. Đức Thầy chỉ có dạy 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà quý vị niệm theo và hành theo và làm theo, sau này quý vị được giảng sanh về cực lạc. Thấy dễ tu không quý vị? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật dễ tu không đồng đạo? Dễ không? Dễ. Dễ thì vỗ tay liền. Kính thưa chư quý vị, thì bây giờ trở lại trong câu giảng. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc. Như thế nào mà ráng tu? Kính thưa chư quý đồng đạo, nói chữ ráng đó, ở trên thế gian người ta nói cái việc gì khó mới ráng. Nhưng mà hôm nay Đức Thầy chỉ qua pháp môn niệm Phật lại càng khó hơn. Nghe nói dễ mà lại là không có dễ. Ráng tu, bởi vì chỗ ráng tu, chữ ráng là hết sức. Cái việc gì mình làm không nổi mới ráng. Kính thưa chư quý đồng đạo, ví dụ như hôm nay mưa hồi tối tới giờ đó, mà người ta ở thật xa vài chục cây số, bây giờ chỉ có xe đạp thôi chạy không được, mà không có đạp tới đây là không có ráng. Phải không quý vị? Tới đây niệm Phật mà nếu mà không chạy là không có ráng. Mà ai mà có ráng là phải gắng nhảy lên xe chạy tới đây, đó là mới là ráng. Và hồi mưa đi đâu được. Và còn hôm nay Đức Thầy biểu mình ráng tu đó. Bởi chỉ ráng là khó, cho nên Đức Thầy nói ráng tu. Thường thường ta nói tu đó, nghe nói mà cái người đời mà nghe nói chỉ tu là ta sợ rồi. Chắc tu là bỏ nhà bỏ cửa, ta vô chùa xuất gia đi tu. Cho nên gọi là ta nghe nói cái chữ tu tài ngang. Phải không? Dạ. Nghe nói chữ tu nó quá dễ. Thường thường nếu mà nói người đạo nói quá dễ, nhưng mà cái người đời nghe nói một chữ tu là ta hồn phai bách tán. Và nghe nói chữ tu là ta bỏ nhà bỏ cửa, nhà ta đồ sộ gì đây, nhà biệt thự. Ở đây người ta có mấy cái chí nghiệp, người ta có mấy cái lò sấy, người ta có mấy cái là cây xăng,
Hôm nay nếu mà nói tu cái bỏ này sao được, nghe nói một cái hồn phi phách tán này. Thành thử ra nói chữ tu nó khó lắm, mà chắc là khó thì khó thật. Nhưng mà đối với bà con đồng đạo hôm nay, quý vị thấy có khó không? Thấy khó không quý vị? Nếu mà đã tu rồi thì đâu có khó, phải không? Vậy thì chữ tu nè, Đức Thầy nói là ráng tu, ráng là hết sức mình, mà mình tu, mà ông nói ráng tu, chỗ này mới là đặt cái điểm. Nó ráng tu là hôm nay ráng ngồi niệm Phật, ráng ăn chay, ráng cúng lại, ráng làm lành. Rồi cái bố thí thì đâu có tâu dám phải không? Ráng bố thí. Rồi nãy như ông Đạo Đê nói đó, rồi sao nữa? Ráng giữ giới. Quý vị thấy chưa? Bởi vì nói chỉ tu nó vậy đâu vậy. Nhưng mà cái đặt chữ tu là gì? Là trao sữa. Thấy chưa? Nói đến cái chữ tu gọi là trao sữa. Hôm nay Đức Thầy giải này nghe, tôi nhắc lại cho quý vị nghe, Đức Thầy thuyết pháp vào năm Tân Tỵ, Đức Thầy dạy chữ tu. Chữ tu người ta thường nói chữ tu là sửa công thành ngay, sửa hư hèn thành đúng đắn. Nhưng Đức Thầy giải chữ tu này thì rất là siêu màu. Năm là Đức Thầy thuyết pháp năm Tân Tỵ, Đức Thầy nói nào? Chữ tu đó không phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con để tìm nơi non cao thanh vắng, hoặc ở chùa, ở am mới gọi là tu. Chữ tu có nghĩa là trao sửa, sửa xấu thành tốt, thứ giữ thành hiền, sửa tà giải thành ngay thẳng, sửa tối tâm thành sáng suốt, si mê thành giác ngộ, vừa phàm phu mới thành thánh hiền, chúng sanh mới thành Phật, sanh tử mới thành niết bàn. Đây là Đức Thầy dạy chữ tu như vậy đó quý vị. Không khó cho được. Bởi vì dạy chúng sanh á, hôm nay ông nói chúng sanh thành Phật, mà bây giờ quý vị có thành Phật chưa? Tôi đố quý vị có thành Phật chưa? Có chưa quý vị? Vỗ tay liền quý vị. Dạ. Bởi vì ông Phật đó là từ bi. Dạ. Hôm nay tôi nói cho quý vị nghe ông Phật nha. Ông Phật Thích Ca, Phật A Di Đà nha. Rồi có ông Phật nữa. Ông Phật đang dạy mình là ai? Là ông Phật Thầy. Đây là Phật Thầy, phải không? Rồi còn nữa không? Còn nữa. Ông Phật, Phật gì? Phật Nhi. Mà quý vị là ai? Đồng đạo mình là Phật Nhi đó, phải không? Mà Phật Nhi là Phật nhỏ, Phật nhỏ là Phật con, mà Phật con là con của Phật. Còn gì nữa? Ừ? Dạ. Bởi vì là cái tánh Phật của mình đều có, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Phật đã thành rồi nha. Hôm nay đó là chúng sanh đó, là Phật sắp thành và sẽ thành. Nó vậy thì quý vị là Phật hết đó. Hôm nay quý vị ngồi niệm Phật đây, quý vị là phải là Phật đúng rồi đó. Bên quý ông cũng là Phật, bên quý bà cũng là Phật. Bởi vì đó mình có cái lòng từ bi. Nếu mà cái tu đó phải có từ bi. Đức Thầy biểu mình niệm Phật là gì? Trong cái niệm Phật đó, trong đó đó Đức Thầy nói đó, niệm Phật phải biết bốn đại đức của chư Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài. Quý vị nghe cho rõ ràng chỗ này nha. Đức Thầy nói đó, giải trong quyển sáu quý vị về là trong giám giảng ra luôn, có luôn. Niệm Phật phải biết bốn đại đức của chư Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài. Bởi vì ở trong bốn đại đức, từ bi hỷ xả, từ năng nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ, đức từ thường ban vui, đức bi thường cứu khổ cho muôn loài vạn vật. Hôm nay quý vị ăn chay niệm Phật đây là quý vị ban bố cho nó rồi đó, ban bố cho các cái loài kia mình không ăn nữa, mình dừng lại, mình thương nó, đó là mình là Phật. Nhưng mà hôm nay mình là Phật, mới có Phật Nhi thôi, mình chưa thành trưởng thành ông Phật bự. Sau khi á là
ổng giải thích cái chỗ mà chúng sanh thành Phật. Sau khi mình đã tu được rồi, mình giữ giới rồi, mình ăn chay, mình làm lành, cúng lại, cầu cho bá tánh là mình thành Phật rồi. Nhưng mà còn bỏ xác này mới là nhập Niết Bàn nha quý vị. Cái bỏ xác nó thành Niết Bàn nha. Nhập Niết Bàn là Đức Thích Ca khi chưa nằm tại hai cây tha la thông thọ trong rừng. Nằm đó là nhập Niết Bàn, là bỏ xác nhập Niết Bàn. Mà Đức Thầy nói là Niết Bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Vậy thì hôm nay đó bà con cô bác mình đang thực hành, đang tu qua pháp môn niệm Phật là đã mình thành Phật. Nó Phật đi đâu lại Phật nơi nhà, Phật vốn tại lòng của chúng ta. Chí được tỉnh thanh là Phật ở, tâm còn sao động Phật lìa xa. Tỉnh giờ tỉnh khắc hơn hay hơn ngồi thất, làm Phật làm thần giữ cách đây. Đừng tưởng ngồi thiền lòng được lặng, chớ lầm nhập định tánh không lai. Thường ở chỗ thường nguyên náo, lòng vẫn tịnh luôn, chí huệ khai. Đó là quý vị là Phật, chứ còn gì nữa. Dạ. Hôm nay mình đem tiền cho người ta, đem gạo cho người ta, đó là Phật. Nếu mà không phải Phật là không cho ai hết. Bởi vì cái người ta là người đời đó, người ta nói tôi bây giờ tôi không cho ai hết, tôi lo cho gia đình tôi, không cho một người nào. Bởi vì người ta phàm phu tục tử, người ta kêu ăn chay mà người ta ăn không nổi, thấy không? Cho nên người ta là người làm phàm. Quý vị muốn làm Phật chứ quý vị mới ăn chay. Ăn chay để dừng lại cái nghiệp, mà không dừng lại cái nghiệp rồi thì không có tội, hết tội mới làm Phật được. Còn không có dừng được cái nghiệp thì còn gieo tội. Mà chắc chắn hồi xưa nay quý vị thấy ông Phật nào mà có ăn chúng sanh không? Có không quý vị? Có ông Phật nào ăn chúng sanh không? Ừ. Gì thì hay quá, vỗ tay liền. Ừ. Nè. Cho nên nội trong nói chỉ tu không, Đức Thầy nói chỉ giải chỉ tu là quý vị thấy vậy là siêu sức rồi. Cho nên nó là khó, là rất là khó. Nhưng mà khó đối với người không tu là khó, mà người đã tu thì nó dễ. Quý vị đang thực hành nè, nè. Quý vị có ông Phật nè, có trong tâm. Cho nên hôm nay đó, nhàn thanh tìm kim kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy gắn tầm. Nhành lá xum xê màu đơm vẻ non thần biến đổi hết gừng lâm. Dạ, đó là ở trong cái phương pháp đó cô bác và anh chị em. Bởi vì đồng đạo mình thấy ra đó, cái non thần là ở đây nè, cái non này nè, cái thần trí của mình nè, nó ngày xưa nó mê muội đó, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường hay nhận ngụy làm chơn, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Rồi cái Đức Thầy nói cho mình biết đó, Đức Thầy nhắc lại nè, dệt lưới nghĩ đeo điều phiền phức bệnh rịnh đời, cực khổ tan thương khi nói làm ít chịu si lường, mãi phạm tội nên gặn nghiệp ác. Chỗ đó đó quý vị thấy chưa? Nghi ngờ Đức Thầy nói hôm nay ông Phật với ông Phật Thích Ca đắc đạo, ông A Di Đà với Đức Thầy đắc đạo thôi, mình không đắc đạo. Ông Phật ổng đắc đạo rồi, ổng không chỉ cho mình đắc đạo, ổng thành Phật chi vậy? Ông là ích kỷ sao? Cho nên hôm nay ổng muốn thành Phật là tất cả chúng sanh đều thành Phật như ổng. Ông thầy giáo ổng muốn dạy chúng sanh để chi? Để ra đó thành thầy giáo, cô giáo thầy dạy chúng sanh chi? Mấy bên nữ thành cô giáo. Ông thánh ổng dạy chúng sanh chi? Làm nhân đạo làm người, làm thánh. Ông thần ổng trung hiếu chi? Ông chung chi? Ông chung quân dương mới đạt xác thác đặng thành thần, phải không? Còn ông tiên ông tu làm chi? Ông tu cũng thành tiên. Hôm nay ông Phật cũng tu làm chi? Ông thành Phật. Mà ông là Phật, chính là ông Phật thầy. Mình hôm nay là đệ tử, thì ông Phật ông tu thì ông đã giải thoát. Hôm nay ông trở về, ông vớt hết cái đàn con dạy ông
để thành Phật, chứ thành gì? Thấy không? Bà con cô bác mình á, là ông nào dạy thành ông đó. Trong cái bốn bậc tu đó là thần, ngang, thánh, tiên, Phật. Mình tu thấp nhất cũng thành thần đó. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Thấy không? Rớt cái chăng nữa cũng còn cái trung hiếu nữa là lầm. Ông Nguyễn Trung Trực kia thấy không? Đó, quý vị thấy chưa? Mà quý vị trung trực như ông Nguyễn Trực thì ta lại Nguyễn Trung Trực có ông thần, mà ta lại cả thế giới, quý vị thấy chưa? Mình hôm nay mình cũng lại ông nữa đó. Quý vị thấy chưa? Là do nơi ông trung và hiếu vẹn toàn. Còn mình có trung trung mớ. Có mớ một hàng. Rồi có hiếu á, cũng có nữa. Mà hiếu có mớ à. Cái nào cũng có hết trơn. Thành ra mình mới có chung chung, mới có hiếu hiếu chút đỉnh nè. Sau này mình muốn làm cho người ta lại mình hen, thì mình làm y gan như ông Nguyễn Trực thì người ta lại hả? Tới tháng 8 này nè, 28 tháng 8 này nè, mình đến đó mình lại ổng gì nè. Thấy không? Dạ. Ông thần mà mình còn lại ổng vậy đó, chứ đừng nói. Cho nên mình bây giờ sau này là mình làm Phật mình còn siêu nữa. Dạ. Cái giáo lý của Đức Thầy đó dạy đó nha. Trong câu này nè quý vị. Quý vị trong thời gian này á, ngày xưa người ta tu tiên nè, là người ta phải là luyện tinh quá khí, rồi luyện khí quần thần, thần quần hư gì đó hen. Cho nên ta mới thành tiên được. Còn bây giờ quý vị khỏi cần luyện. Bà con mình muốn thành tiên là dễ ẹt. Tôi nói dễ ẹt luôn. Ừ, nó dễ ẹt là cái điểm từ nó quá chừng nó thấp rồi đó. Là Đức Thầy nói sao? Đức Thầy dạy rất là dễ. Nó đem tiền bố thí cho người ta thành tiền, thấy không? Phước nhiều tiên cảnh lên dài, nhưng mà cái câu sau tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thê, thấy chưa? Dạ, cái câu đầu nó dễ, mà cái câu sau nó khó. Dạ. Cho nên như vậy đó, mình bố thí thôi, đem tiền bố thí thôi. Nhưng mà Đức Thầy nói muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Đó. Vậy thì là cái người tu không còn tham nữa. Ngày xưa còn lâu đời, lâu là còn nhiều năm, nhiều tháng để mà mình còn ích kỷ. Mà bây giờ đời nó tới rồi, quý vị thấy còn gì đâu nữa mà không mà ích kỷ nữa. Phải không? Mình thấy là đời tới nè. Bây giờ cái ông này ông nói đời tới rồi, nghe Đức Thầy nói là Hạ Ngôn đã hết đời. Bắt đầu ông nói dạ thưa Thầy, chừng nào đời nó tới? Đức Thầy nói nè, tôi nói cho ông biết nha, chừng nào cái lộ làm qua nhà ông rồi đó nha, là đời tới rồi đó. Cái ông không lo tu hành chứ, ông lo mần ăn đầu tắt mặt tối đã đời chứ. Hồi xưa ông ở trên là An Giang, cái bắt đầu bữa làm sao không biết, cái đường lộ nó sắp sửa, nó đo bóng tiêu gì đó, cái qua bắt đầu đường lộ kéo ngang gần tới ổng rồi. Ổng nói ba ơi, ba tới rồi. Đức Thầy hồi đó tôi nhớ cái câu Đức Thầy nói đời tới rồi, con hay con đời tới rồi. Tèn ơi, tưởng đâu làm sao, ổng lo lây quay, ông phát bệnh lên từ sáng tới chiều chích queo ngủm rồi đó. Đó là đời tới một ông rồi đó, quý vị thấy chưa? Chết queo rồi còn gì nữa, ông đợi tới. Nhưng Đức Thầy chỉ cho ông đó là riêng biệt của ông. Nhưng mà ông biết đời tới thiệt hay là đời tới mình trước, quý vị thấy không? Cho nên hôm nay đời tới là tới cho ông ngày trước nó. Rồi bắt đầu đó là mình thấy cái chỗ này đó, cái đời tới đó, cái thứ hai nữa đó là đời Hạ Nguyên này hết sẽ lập lại đời Thượng Nguyên. Đó là đời tới. Nhưng mà đời tới đâu phải chuyện dễ. Là Đức Thầy nói đó, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Đó là đời tới. Tận diệt là hết đời, là đời tới đúng không vậy? Nhưng mà nó đời tới là phải nó chuyển ra một cái cơn thử thách. Nào là bệnh dịch, nào là chiến tranh, nào là nước dưng, nào là lửa cháy, quý vị thấy chưa? Nào là thay đời đổi cách đó, nó biến hết, các cái này nó biến hết, nó biến thay đổi hết trơn luôn.
chữ biến là thay đổi chân. Nó mà quý vị thấy chừng nào mà đời tới đó, núi nổ đời mới tới. Mà giờ núi nổ chưa? Chưa. Nhưng mà tới nổ núi nổ mình tu kịp không? Không kịp. Vì chừng nào mình đợi tới, đợi tới thì cũng như cái ông nãy ngủm rồi, còn gì nữa mà đợi tới. Dạ. Còn hứa hẹn cái gì nữa mà nói đợi tới. Nói tu nhiều đó thôi là mình thấy mình khổ rồi đó quý vị. Vậy thì ráng tu cho quỷ khiếp thần tâm. Thôi thì hôm nay tôi kể cho quý vị ra quỷ khiếp thần tâm nha. Nó sao? Vậy chỉ khiếp đó là sợ, chỉ khâm là phục. Nó chứ thần là vua. Nó mà vua sao mà mình cho vua phục mình nó mới hay. Phải không? Kính thưa chú quý vị, vào đời xưa đó, kể cho quý vị một câu chuyện đời xưa nè. Nó ráng tu cho quỷ khiếp. À, ở trong một cái làng nọ đó, có một cái ông vua đó, ổng là ngày xưa ổng có tu hành chứ. Cho nên vì vậy đó, trong cái xóm này có một cái người cư sĩ, nhà cư sĩ phát tâm đi. Người ta là phát tâm người ta tu, nhưng gia đình không có con, hai vợ chồng không có con. Chồng tu pháp môn đó, niệm Phật, vợ tu pháp môn niệm Phật. Cho nên ngày nọ đó, cái vợ của anh cư sĩ không biết sao mà niệm Phật dưới giới sao mà không biết viết nè. Đẹp một cái là kêu bằng là nghiêng thùng đổ nước. Đẹp cái gì đó. Cái bà hoàng hậu mà không bằng luôn. Mà bị gì bả tu quá chừng là cái bả niệm Phật mà tới đẹp cái gì đó. Ông chồng cũng đẹp, bà vợ cũng đẹp. Dạ. Yeah. Nghiêng thùng đổ nước. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cho nên như vậy bắt đầu quý vị biết sao không? Lúc này đó là ông chồng là niệm Phật, bà vợ niệm Phật. Nói cho mau, hết giờ rồi. Dạ. Yeah. Lúc này đó là cái ông vua ông đi, ông gặp ông thái giám đó, nói tàn ơi ở đây mà chưa thấy những người đẹp gì. Nghe ông vua nói cho mau nghe, ông vua đi nghe, ông nói gì vậy ông thái giám, ông dẫn tôi tới đó đó coi. Dẫn tới đó thiệt quý vị, gặp một cái đó ha, ông vua còn cái gì à, cỡ nay ông vua mà đi ngang về cái ông nói tàn ơi bây giờ mình biết sao làm sao cho ông có chết thì mình đem về mình làm thiếp nè. Ông vua mà vua này vua hôn quân rồi. Lúc này bắt đầu cái ông thái giám này không được đâu bây hạ. Đỡ của người ta nếu mà vậy là ông á, là phạm ông á, là cái gì nè, vua á, là bất minh rồi đó, hôn mê chiếm đoạt thê thần rồi đó. Cái ông này vì sao cái bỗng nhiên ông thái giám nói vậy, cái ông diện bệnh luôn, bệnh mà không thuốc nào uống hết, thất tình đem thuốc nào cũng uống không hết, gọi là bệnh tương tư đâu gì. Dạ. Rồi nói cho mau thì bắt đầu cái hà ổng rồi qua thái tử luôn quý vị. Thái tử đi đến, nghe nói thái tử đi đến cũng gặp cái vợ của ông cư sĩ này quá chừng đẹp. Cái về cái ông thái tử nói thôi bây giờ ông phải là đem làm sao làm nàng về làm là thứ tu nữa. Thái giám nó không được, mình nghĩ là không được. Cái ông này ông nghe nó không được, cái bắt đầu ông diện bệnh tương tư luôn. À, vua và thái tử đều bị, bắt đầu nói cho mau. Lúc này đi lại cái ông thái giám nói thưa bệ hạ bây giờ không có gì khác, thôi bây giờ đó ngày mai này là ngày rằm đó, ngày mai sắp tới là ngày rằm, chỉ có cái này thôi. Bắt cái ông cư sĩ đó đem ra cái là hái hoa cúng dường cho Phật trong ngày rằm đặng cho nhà vua cúng. Bởi vì không, hồi xưa là không có chặt đầu, không xử chảm mà không đốt không gì hết. Chỉ có cái là cái này ở làng kia có một cái làng gọi là hào sen, mà hào sen đó là quỷ không. Nơi đây cái hào đó ai mà tố tội đem đi tới cái hào sen đó là quỷ nó hút máu là chết, không cần sát giết gì hết. Bắt đầu đi cho mau đó nha. Thì bắt cái anh cư sĩ này nói em ở nhà gác niệm Phật, anh đi anh cũng niệm Phật, mỗi bước Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối cùng thì tới ao sen, con quỷ nó hỏi anh đi đâu. Dạ. Yeah. Ông nói Nam Mô A Di Đà Phật, con nghe lời của nhà vua đến đây hái sen về ngày mai nhà vua cúng dường cho Phật.
cái ông con quỷ nó gặp nó xá ông. Ông niệm một tiếng Phật cái nó lui dạ lui liền quý vị. Thì sau khi niệm lui niệm Phật rồi lui cái bắt đầu nói về hồi xưa nay á, ai tới đây đều chết, nhưng anh tới đây là tôi từ đó nay tôi chưa sợ ai, nhưng hôm nay tôi sẽ phục anh. Gắn tu cho quỷ khiếp nè, cấp này nó sợ ông. Anh ở đây đi, tôi sẽ hái qua cho anh. Bắt đầu anh ổng khỏi cần xuống dưới ghế là hái sen, quỷ nó nhào xuống nó hái lên một ôm sen đem về. Bắt đầu ông này ổng tạ ơn ông là quỷ nha, tạ tướng quỷ nam môi là Phật, quỷ chạy luôn. Giờ đưa sen mà chạy luôn quý vị, thấy không? Từ xưa nay ai mà niệm Phật mà quỷ nó khiếp nó sợ, nhưng mà hôm nay các anh cư sĩ này niệm Phật một tiếng quỷ tóc chạy mà hái sen dừng lên. Rồi bắt đầu nói cho mau hết giờ rồi. Dạ nói chung mà dạ dạ về tới thành vua đem về đưa cho ông tá giám vô, thưa bệ hạ hôm nay anh cư sĩ đã hái sen tới rồi. Thì ông cư sĩ vừa đi lơ vô thì ông vua ông nói tại sao nhà ngươi không chết? Thưa bệ hạ, con chỉ có pháp môn niệm Phật rồi quỷ hái sen tặng cho con đem về cho bệ hạ cúng dường cho Phật. Cái ông vua ổng không có gì trơn, ổng nghe câu của nó là hỏi gì làm cái pháp gì, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tự nhiên ổng nghe một cái ổng hết bệnh, thái tử cũng nghe hồn phi phách tán. Quỷ mà không dám ăn ông này rồi tại sao mình dám là chiếm đoạt thê thần được, hết bệnh luôn. Cái mọi chuyện nó hết luôn. Dạ. Dạ. Thì cấp này đó, đây là quỷ khiếp nha. Vô gặp quỷ khiếp. Thần là vua đó là khâm phục. Hôm nay đó, nói cho mau hôm nay bà con cô bác mình niệm tu ra đó là nhà nước mình là vua. Phải không? Ông bí thư chủ tịch là vua, bây giờ mình niệm Phật mà hôm nay ổng thấy mình niệm gì đây? Ổng là hồi xưa ổng không cho niệm Phật, nhưng bây giờ ổng cho niệm Phật là mình tu thiệt, quỷ nó cũng khâm mà thần là vua, bây giờ cũng phục mình luôn. Là ổng cho mình tự do tín ngưỡng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngon lành. Dạ. Thấy không? Nó ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm pháp Bồ đề vững chắc. Thì câu này đây đi, không có nói nữa. Dạ. Hãy kể mỗi chuyện vậy thôi. Bởi vì thời gian có hạn không có gì. Dạ. Chứ dạ. Gửi lại ha. Kính thưa cô bác và anh chị em, nói cho mau đó là nếu mà sau khi mình phát tâm Bồ đề đó, chữ Bồ đề đó là giác ngộ. Nói cho mau luôn, nói cho cái nghĩa đen đó thôi, là Bồ đề là giác ngộ, là chánh đẳng chánh giác, thương trót hết tất cả chúng sanh nha. Thương hết, không có ghét một người nào. Cho nên á, từ khi như ông bà này nè với bà Tám và mẹ của ông bà nè là niệm Phật, mà mở khóa niệm Phật rồi đó là niệm cho đến khi là giải thoát luôn, là chứng quả luôn, có tính nguyện hạnh đầy đủ giải thoát luôn, đó là phát tâm Bồ đề vững chắc. Còn nếu mà không phát tâm Bồ đề vững chắc là nó nghĩa là gãi dở giữa đoạn đường, có nghĩa là niệm Phật một thời gian rồi nghĩ đó là không phát Bồ đề nha. Rồi đồng đạo mình hôm nay mà đi niệm Phật ăn chay cúng lại mà bỏ là không phát tâm Bồ đề nha. Ai mà tu rồi niệm Phật ăn chay làm lành lánh dữ, nó hàng ngày trong năm cái điều của mình mà mình không giữ điều nào, 8 điều răn cấm không giữ mà niệm Phật không giữ bỏ giữa đoạn đường là không phát tâm Bồ đề. Còn ai mà giữ hoài cho đến ngày nó đến ngày sau khi Đức Thầy trở về mà mình còn nguyên vẹn niệm Phật ăn chay làm lành cúng lại và bố thí người ta, đây là phát tâm Bồ đề, mãi mãi đi niệm Phật hoài thì đây là Bồ đề tâm. Dạ, hết rồi đó quý vị. Thì kính thưa cô bác và anh chị em, trong ngày nay đáng lẽ gì nó còn nhiều, nhưng thời gian có hạn, thời bất thế lai, tôi lên đây là nói nhiều chuyện quá thành ra nó hết chuyện. Và cầu chúc cho quý vị đó, tôi thì nói đó ở trong câu giảng đó, giáo lý của thầy là thâm sâu quyền diệu, cái câu một câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ si càng lẽ mấy hầu khôn quan, tôi chỉ là một cái hạt cát nói một hai nét ở trong đó thôi nè. Để rồi là tô điểm qua cái giáo lý của Đức Thầy rất là màu nhiệm sâu xa. Hôm nay quý vị là sau này đã phát tâm gán tu đó, gán tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát Bồ đề vững chắc.
giữ đừng cho Mai Dương Nguyễn Giác thường nhớ câu đại lực đại hùng, tháng tức tình giữ dạng đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng thi kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi hết. Và cầu chúc cho quý vị niệm Phật làm sao được phát tâm Bồ Đề, đặng mà sau này mình về Phật giới ngồi tìm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.